Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 16 tháng 2. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0386865005. Hôm nay thì em có khá là nhiều loại lan rừng chia sẻ đến quý cô chú, anh chị mình nha. Ở đây thì hôm nay em đã phân ra từng đơn một để cô chú, anh chị mình dễ lựa chọn. Trước tiên, đầu tiên thì ở đây có cái lô tổ quạ này, cô chú, anh chị này. Tổ quạ nha, xanh mướt luôn. Đó, em bán tổ như vậy là 10.000, cô chú, anh chị này. Cô chú, anh chị mình có thể gộp đơn với cả lan 1-2 tổ cũng được, về trồng cho mát vườn, xanh vườn nha. Cái dòng này thì cũng cực kỳ là dễ sống, dễ lớn nha, rất là mau lớn luôn. Em bán là 10.000 một tổ quạ này, mà nếu mà riêng tổ quạ là em bao ship từ 20 tổ nha. Còn cô chú anh chị mình có thể lấy kẹp với cả lan hoặc là chậu. Đó, ở đây lô chậu nhà em hôm nay gồm có lô chậu lục giác này. Lục giác thì hôm nay em làm hai cỡ thôi, hai cỡ, một cỡ là 25, một cỡ 20. Đó, cỡ này là 20 này, phi 20 nha. Nói chung là phi 20 mình trồng là vừa đẹp, còn phi 25 là cô chú anh chị mình trồng những cái cây lớn hơn. Đó, những cái cây trâu lớn, những cái rể lan lớn. Chậu lục giác phi 25 em bán 40.000 cho một cái và em bao ship được 5 cái nha. 40.000 một cái, em bao ship được 5 cái này. Chậu lục giác phi 20 là 35.000 một cái, em cũng bao ship từ 5 cái nha, phi 20 này. Đó, phi 20. 35.000 một cái, bao ship từ 5 cái. Chậu vuông thì có chậu vuông 15 với cả chậu vuông 20. Chậu vuông 15 là 20.000 cho một cái và chậu vuông 20 là 30.000 cho một cái nhá. Bao ship từ 5 cái. Đây, lan rừng hôm nay em có khá là nhiều loại này. Hầu hết là đang có nụ nha, rất là nhiều nụ kiểu vàng là chi chít nụ luôn. Đó, kiểu vàng chi chít nụ luôn này. Ở đây, em vô cái lô tam bảo sắc trước này. Tam bảo sắc lô số 1 bao gồm có 5 cây xếp rất là đẹp này. 5 cây xếp rất là đẹp của lô số 1. Em để cô chú anh chị mình là 130.000 cho mã đầu tiên, mã số 1 130.000. Mã số 2. Mã số 2 là 7 cây nha, 7 cây lớn luôn, rất là đẹp luôn. 7 cây 130.000 luôn, mã số 2. Mã số 3 cũng có 7 cây. Mã số 3 cũng có 7 cây, nó cũng xếp chung rất là đẹp nha. Mã này 150.000, mã số 3 150.000. Mã số 4 ở đây có 5 cây. Nói chung là cái dòng xếp rụt lá ngắn, xếp rụt lá ngắn rất là đẹp. Cây này nó bé thôi nhưng mà xếp nó rụt rịt luôn, là gân là ngắn luôn. Đó, lá của nó chắc được 5 sen 6 sen thôi ạ. Rất là đẹp này. Cây này cũng vậy này. Đó, cây này cũng xếp rụt lá ngắn luôn. Mã số 4 150.000, mã số 4. Mã số 5 em để 7 cây, 7 cây xếp nha. 7 cây xếp mã số 5, 130.000. Mã số 5. Mã số 6 ở đây là một cái cây đột biến lá, là lá nhăn. Cô chú anh chị mình có thể thấy lá nhăn nha, và lá nhăn với cả cây của nó cũng rất là khỏe này. Cây của nó cũng rất là khỏe luôn. Một cây duy nhất 200.000, mã số 6, 200.000, mã số 6 này. Nhăn, lá nhăn từ lá đầu đến lá ngọn luôn. Tiếp theo mã số 7, ở đây có 5 cây nha. 5 cây xếp rất là đẹp của mã số 7 này. 5 cây xếp, nói chung là cây xếp này là cây xếp lớn rồi. 5 cây này là 150.000, cho mã số 7 là 150.000. Mã số 8 là hài này. Một mã hài Vân Nam. Hài này là hài Vân Nam cô chú anh chị nhá. Nó đang có một nụ luôn, một ngầm nụ luôn này, đang một ngầm nụ luôn. Mã hài Vân Nam số 8 100.000, mã số 8. Mã số 9 cũng 100.000 này. Mã số 9 thì có một cây là đang nở nhá. Một cây là đang nở, đang có bông luôn. Đó, 100.000 mã số 9. Mã số 10 bao gồm có hai rể rất là đẹp, về cô chú anh chị mình ghép vô một hoặc hai chậu, tách ra làm hai chậu cũng được, 100.000 mã số 10. Mã 11 có một cây đang bông. 11 có một cây đang bông. Đó. 100.000 mã 11. Mã 12. 12 đây. 12 cũng khá là nhiều cây. Về mình tách ra một mẹ một con trồng một chậu là đẹp rồi. 100.000 mã 12. Hai là em bao xếp từ hai đơn nhá. Mã số 13 là một cái chậu hàng thuần. Một cái chậu thuần rất là đẹp, cây rất là đẹp, mướt mờ luôn. 150.000 mã 13. Mã 14, mã 14 ít cây hơn, em để cô chú anh chị mình là 100.000 thôi nhá. 100.000 mã 14 hàng thuần. Mã 15 có 2 cây hàng thuần này. 2 cây nha, 2 cây. Mỗi 2 chậu, mỗi chậu chậu này 1 cây. Một cây là đang đẻ cây con rồi này, đang đẻ cây con rồi. Còn chậu này là một mẹ 2 con rồi, 3 con rồi. Đó. Hai chậu này 150.000, mã 15.
Mã 16, một dề kiều vàng, chi chít nụ luôn cô chú anh chị ạ. Chi chít nụ luôn, rất là nhiều nụ này. Nó nụ từ chân lên luôn nha. Nụ chân lên luôn, rất là nhiều nụ. Kể cả thân già của nó cũng rất là nhiều nụ này. Thân già, thân tơ, nói chung là thân nào nó cũng đang nụ rất là nhiều nụ luôn nha. Cực kỳ là nhiều nụ luôn. Mã này cái dề của nó khá là lớn này. Cái dề của nó khá là lớn. Mã này 200 ngàn, mã kiều vàng số 16 là 200 ngàn. Số 17 là cũng là kiều vàng này, cực kỳ là nhiều nụ luôn nha. Rất là nhiều nụ luôn, nụ tầm này về, nụ bé tầm này về cô chú anh chị mình chơi bông là vừa đẹp, nụ lớn hơn nữa thì nó sẽ dễ bị hư nụ. 17, 150 ngàn, mã 17. 18, có hai dề kiều vàng nha, hai dề kiều vàng cũng đang nụ, đang rất là nhiều nụ luôn. Đó, đây này, hai dề kiều vàng. 150 ngàn, mã 18, mã 19 một dề duy nhất này. Thân khỏe luôn, thân đen luôn các bác ơi, thân đen, thân khỏe. Cái dòng này, cái dề như vậy là nó cực kỳ là khỏe luôn, cực kỳ là khỏe cây luôn. Mã 19, mã 19 em để các bác 180 ngàn, mã 19. Mã số 10 này, mã số mã 20, xin lỗi, mã 20. 20 có 3 dề tất cả. 3 dề tất cả là những cái dề này thân cực kỳ là khỏe luôn này, thân cao, thân dài nhá. Nụ này. Đó, nó cũng đang có nụ nha, đang có nụ. Đây nụ đây. Nụ. Mã này là 150 ngàn. Mã 20, 150 ngàn. Mã 21 là một mã sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì cũng đang có nụ nha. Đang có nụ luôn các bác này. Sơn thủy tiên cũng đang nụ này. Nó nụ đây. Nụ sơn thủy tiên này. Đây là cô chú anh chị mình coi thân già rồi đúng không? Đó, nó đang lên hai cái nụ luôn cho mình luôn này. Đó, sơn thủy tiên bằng này thì nó cũng rất là nặng nha. Tại cái thân của nó, thân thân lớn, thân mập. Mà 150 ngàn. Mã sơn thủy tiên 21. Mã 22 là một mã đùi gà tròn này, đùi gà tròn nhìn đã không có cô chú anh chị. Đùi gà tròn này, dề này. Đó. 4 dề, mã này có 4 dề tất cả, mầm này, mầm gốc này. Chi chít mầm gốc luôn, chi chít mầm gốc luôn. Và đang có nụ luôn này, đang có nụ luôn nha. Mã 22 đùi gà tròn 150 ngàn, mã 22. Mã 23 này. 23 cũng là đùi gà tròn này. Trời ơi, mầm rất là nhiều luôn, mầm cực kỳ là nhiều mầm nha. 1 2 3 4 dề luôn, 150 ngàn, mã 23. 24 cũng là đùi gà tròn. Trời ơi, dề này có 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 cái mầm gốc rồi. Quá trời nhiều luôn, quá trời nhiều mầm gốc luôn. Về ghép một dề thôi, một chậu thôi là sang năm mình có một chậu lớn rồi. Đây nụ này, nụ nha. 1, 2, 3, 4, 5 dề, 6 dề, 6 dề mầm gốc này, rất là nhiều mầm gốc. 24, 150 ngàn, mã 24. Mã 25 là duy nhất một dề thôi nha, một dề lớn luôn. Chi chít mầm gốc luôn các bác ơi, chi chít mầm luôn nha. Đó, mã này đang nụ luôn này. Nguyên một dề, 150 ngàn, mã 25. Mã 26 ở đây em có một cái mã kim điệp xuân này. Kim điệp xuân nha, cũng đang lên mầm rất là nhiều. Nụ này, lên mầm, lên nụ hết nha. Đang mầm, đang nụ. 100 ngàn thôi, mã 26. Mã 27 là một mã sóc 3 cây lớn. Mã sóc 3 cây lớn nha, 3 cây sóc lớn. Đó, 3 cây sóc lớn này. 3 cây sóc này là 250 ngàn nhá. 250 ngàn cho 3 cây sóc lớn này. 3 cây sóc lớn. Sóc Bình Thuận cô chú anh chị nha, sóc Bình Thuận cần bông rất là dài, bông thơm và rất là đậm màu luôn. Rồi ok, đây là tất cả những cái mặt hàng lan rừng nhà em hôm nay. Nói chung là có khá là nhiều loại và toàn là những cái hàng đang nụ và hoặc là chuẩn bị nụ, tam bảo sắc cũng chuẩn bị nụ rồi này. Rồi ok, cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh và ủng hộ em ạ.